trò này bà nào vô còn nỉ đen. Mới về lại màu mới. Trời ơi em này đúng dễ thương luôn mấy chị ơi. Hé lô mấy chị, hé lô mọi người. Vô lại giùm em nghe mấy bà chế ơi. Xếp đầu like nãy còn không chị Trang, hết hàng. Xếp đầu like nãy hết hàng rồi. Cái bộ viền phải không? Mấy bữa nữa về thêm mấy bà ơi. Mấy bữa nữa về thêm mấy cái bộ quần bo phải không? Mấy bữa nữa em về thêm mấy chế. Trời ơi cái đầm body này bữa nay mặc không lộ bụng luôn á mấy chị. Biết sao không? Con này là hơi suông nhẹ nha. Hơi suông nhẹ, không ôm sát dáng. Con này là không ôm sát dáng với bà chế nha. Mà cái mẫu này là mẫu khác ngày hôm qua với chị. Hôm qua là ôm sát dáng nha. Le đen nha, shop hơn mèo, ok hơn mèo có le đen nè. Con này cho em nè mấy chị ơi. Được cái là nó không ôm sát dáng nên là rất là dễ mang nha mấy chị nha. Đầm body mấy chị ơi, vải rất là đẹp giùm em luôn. Mấy chị lên giùm em nè. Trời ơi, cái vải của nó là xuất sắc chứ bà. Form là xẻ tà y hình luôn. Được chưa? Cái đầm này có 95 ngàn cái thôi. Trời đất ơi. Nó rẻ hơn hồi hôm qua đó nha mấy chị. Nó rẻ hơn hồi hôm qua nha. Chị làm cách là 3 hồ. Để em coi ngày mai có còn em chiều cho chị cho. Chị lấy đủ màu luôn không? Ok, đầm em mặc cho chị Nguyễn Duyên hả? Ok, chị Nguyễn Uyên có đầm mặc nè. Rồi mấy bà ơi nè, vô giùm em đi bà ơi. Đầm đang mang giùm em mấy chị ơi, 95 ngàn một đầm mấy chị. Hôm nay nó còn rẻ hơn hôm qua nữa. Đang mặc chốt giùm em luôn, cái này là sọc nâu. Cái này chốt em luôn sọc kem. Đợt này về màu đẹp lắm mấy chị, màu toàn là màu toàn là màu gọi là vintage không màu, mấy cái màu này nó mặc hoài luôn á trời. Sọc trắng, màu trắng dễ thương lắm nè, màu đen chứ lộn. Màu đen siêu cân cho mấy chị luôn nha. Rồi em có như này màu mấy chị ơi. Được chưa? Sọc nâu nè. Đang mặc là sọc nâu mấy chị ơi. Cái này chốt em sọc kem. Con này chốt giùm em là sọc trắng, sọc đen. Con này chốt em sọc xanh rêu. Và cái này mấy chị chốt giùm em là màu sọc sữa đi, màu sữa đi cho nó khỏi lộn. Nè, sữa nè, kem nè, đen nè, xanh và màu đang mặc là màu nâu ha, cho nó khỏi nhầm. Tại vì mấy cái màu này nó giống nhau á, có 95 ngàn một cái đầm thôi. Nó đẹp rẻ dữ lắm, rẻ luôn em mới thiệt mấy chị luôn. Từ từ cái đầm cổ yếm đợi em xíu, em biết rồi, em biết cái mẫu rồi, đợi xíu em lên cho nha. Đầm nâu cho Tường Vi nè. Đầm nâu cho Tường Vi nè, Trần Mỹ cái đầm nâu nè. Giờ em lên đầm nè mấy chị, em lên đầm em trả mấy chị nè. Sọc nâu, sọc đen cho chị Nguyễn Tuyết nè. Công nhận cái đầm này đẹp ghê luôn á trời. Sọc nâu nè. Nâu đen chị Nguyễn Tuyết có đơn nè. Con này mặc tan dễ sổ đi mấy chị nha. Sọc nâu chị Như Ý BT nè. Quá rẻ luôn nha bà ơi, có 95 ngàn quá à. Vô trong snook chia sẻ đi. Thương em nha mấy chị. Thương em đi. Nâu chị Xí Mũi nè. Nâu cho chị Nguyễn Kim Duyên nè. Ủa ơi, khoan khoan nha, nâu lộn. Em quăng lộn kem anh ơi. Quăng hai kem lại cho em đi. Con hãy kem lại, quá bé đó. Nâu chị Huyền My. Nâu chị Huyền My luôn ok, 95 ngàn mà mấy chị ơi. Chất to dạng luôn, mà cái này mấy chị mặc được cái mấy chị, cái bụng mấy chị không có bị lộ cái bụng nha, không bị lộ bụng nhiều. Tại vì con này nó làm hơi suông nhẹ mấy chị. Không có phải ôm sát dáng, khỏi lo lộ bụng luôn. Bà chế nào mà mặc sợ khỏi tôm, không có lo bị bụng sâu sinh á, thì lên mấy con này giùm em là ông tu sang luôn á trời. Kim Hà là sọc nâu bơm hàng, mua hàng cọc tiền giùm em. Võ Thị Quỳnh Như lấy sọc nâu. Ok, bỏ Thị Quỳnh Như lấy sọc nâu luôn rồi. Hết nâu bà ơi, em qua kem nha mấy bà. Qua kem nha, hết nâu rồi. Hết nâu rồi, còn kem, còn đen, còn xanh thôi à. Rồi ok, em còn xanh cho chị Nguyễn Thị Tố Như nè. Rồi, đang mặc hết màu đang mặc rồi. Qua kem đi. Kem mấy chị ơi, em còn kem nè, còn sữa nè, còn cà phê đó chị. Màu sữa đi. Nó khỏi lộn nè. Còn thôi bà chốt này sọc nhỏ cũng được. Nè cái màu kem xinh chưa. Trời ơi như hàng Quảng Châu gì đó trời. Cái này đẹp quá à. Con này chốt em sọc nhỏ mấy chị ơi, cho nó khỏi lộn nè. Sọc xanh nè. Sọc nhỏ, sọc xanh với lại sọc đen nha. Đó vậy đi. Nhỏ xanh đen giùm em luôn. Đang mặc em hết rồi mấy chị, nâu hết luôn rồi. Xanh nè. Xanh là chị Lê Thảo có đơn nè. Nâu hết rồi mấy chị ơi, còn kem đi mấy chị. Chuyển qua kem giùm em nha. Hồng Như Đức Phi lấy kem nè. Nâu xanh cho Nguyễn Thị Tố Như có rồi nè. Nâu hết mấy chị ơi. Hết nâu rồi. Chuyển kem cho em đi mấy chị. Kem sang lắm như hàng Quảng Châu gì đó trời. Thấy không? Trời ơi em nói thiệt chị, nhiêu cái mặt cũng vừa. Mà được cái con này nó hơi suông nhẹ mấy chị, nên là nhìn cái bụng mấy chị không thấy nha. Nhìn cái bụng mình rất là gọn luôn á. Xếp cho mấy sọc em lên rồi bà Phương Nguyễn ơi.
sao trong cái sọc 99.000 rồi chị á nè. Ôi ôi, 95.000 cái đầm mà phơm cổ bẻ luôn, sang ho, sang ôi là sang luôn nha mấy chị, có 95.000 mấy chị ơi, hốt đi mấy bà. Sọc nhỏ cho cẩm tiên nè, còn không chịu có sọc nhỏ mấy chị, sọc nhỏ lên cái phơm mà nhìn mình cũng nhỏ gọn mấy chị ơi. Lê Thảo lấy đen nè, chị Yên Gia lấy màu đen nè, chị có kem không, kem nó kiều diễm nè, kem cho chị Khả My nè, kem cho Nguyễn Thị Tố Như nè, kem cho chị Nguyễn Thị Tố Như nè. Đen là em khỏi nói nha bà, đen là em khỏi nói luôn, em hết nâu rồi chị ơi, em hết nâu rồi chị nha, kiều kiều diễm. Em chút kem cho chị đó, chị có lấy kem không, chị có lấy kem thì chút kem giùm em nha. Rồi ok, hình như hết kem rồi, hết nâu rồi cưng ơi, hết nâu rồi, hình như hết nâu nha. Hương Lê sọc trắng là sọc đen nè, Hương Lê nè, hình như lấy sọc kem nè, hình như lấy sọc kem, ok, hình như có đơn nè, xinh lắm em nói thiệt. Là cái này á, cái màu nào nó cũng xinh hết trơn á, tính ra là cái này là màu nào cũng xinh luôn á. Xương Âu lấy sọc nhỏ nè, Xương Âu lấy sọc nhỏ nè, Kim Bình lấy sọc kem nè, rồi hết kem luôn, hết kem luôn rồi. Em lên sọc nhỏ mấy bà, em lên sọc nhỏ nè, trắng với xanh còn được một hai con là hết rồi đó. Sọc nhỏ cho mẹ phá núi rồi, hết sọc nhỏ luôn, sọc nhỏ sắp hết nha bà ơi. Màu đen đẹp nè, màu đen là khỏi nói luôn á trời, màu đen xinh ghê luôn á trời, màu đen mà lên sọc lớn chứ mặt đúng xinh luôn á trời. Trần Nhã, Trần Thanh Nhã hết màu kem rồi, hết kem rồi. Bây giờ em còn sọc nhỏ, sọc nhỏ còn có một hai con à, em chuyển qua màu đen cho chị nha, xanh cũng còn ít luôn, xanh đẹp ghê chưa, thiệt luôn á trời. Màu đen không biết nhất thiết phải mặc không, 95.000 mấy chị ơi, đẹp quá à, thiệt luôn, không tin con đầm này đẹp phải luôn á mọi người, quá đáng sợ, quá dã man, quá xinh đẹp. Bà nội xách chân váy nhà em còn nha, đợi tí em quay lại. Trời ơi, màu đen nè, mua hai cái đi mấy bà ơi, hai cái chưa tới 200.000, chốt đi, hai cái chưa có hai chưa tới 200.000 hai cái đầm kìa, hai cái chưa tới 200.000 hai cái đầm kìa. Trời ơi má ơi, coi kìa, tao nói mặc cái con này mấy bà ơi, tao nói dòng nào ra dòng đỏ mà không có bị lộ bụng, đẹp lắm. Tại cái phần này nó không có ôm sát mấy chị, cái chỗ này nó không có ôm sát nên là mặc rất là thoải mái nha, mặc rất là thoải mái luôn mấy chị ơi. Cái chỗ này nó may cho mấy chị là giống như cái eo giả mấy chị, thấy không nè, thấy không. Rồi sọc nhỏ kem cho chị Mỹ Phước, nhỏ kem cho chị Mỹ Phước, sọc đen cho chị Trúc Phương Dương, Trúc Phương Dương ok, tình yêu cỏ luôn, đẹp quá à. Trời ơi, có 95.000 cái đầm mà trời, không tin luôn á trời, sao rẻ dữ vậy ta. Mà xẻ hai bên rồi mấy chị dễ di chuyển nha, xẻ hai bên dễ di chuyển, cái này mà đem mấy cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh nữa là xuất sắc luôn á trời. Mà mét rưỡi mặt dài quá không chị? Không đâu em ơi, không có rồi, trời đâu ra nữa dài, có dài thì cũng tới đây thôi chứ đâu ra nữa dài. Ta đang mặc còn ngắn ngủn đi nè, mấy 65 nè, đang mặc xuống gối tí xíu à. Huỳnh My lấy sọc đen nè, Thiên lấy sọc nhỏ, chị Lê Thảo có đơn luôn, sọc xanh, trời đất ơi, sao bỏ qua cái màu xanh của tôi vậy, trời đất ơi, sao bỏ qua cái màu xanh của tôi vậy mấy bà, xỉu xỉu liền tại chỗ luôn rồi mấy chị ơi, sao bỏ qua cái sọc nhĩ của em vậy, sọc xanh vậy, sọc đen 95 cho chị Hồ Nhung, sọc đen quá đẹp, sọc đen quá đẹp rồi, quá xinh đẹp cho một cuộc tình rồi các bác ơi. Rồi cái này là nguyên set luôn á chị, cái này là đầm nha, còn này là nguyên set rời luôn, set rời mắc hơn có 5.000 thôi, 99.000 mấy bà ơi. Chất vải gì vậy chị, vải thun gân co giãn mấy chị ơi nha, thoáng mát cho chị đẹp mình luôn, mặc giùm em sướng lắm. Rồi set chân váy sọc y hình luôn á chị, 99.000, bà lấy set chân váy sọc, chốt set chân váy sọc giùm em luôn, lo nói gì nữa với set chân váy sọc này mấy chị, được chưa, đi viền giùm em luôn, 40-60kg mặc vừa. Bà là thích mặc chân váy thì mặc set như thế này giùm em, con này bỏ áo ra ngoài nè, cái này giống như chân set Mai Phương Bùi nhưng mà nó lên form sọc mấy chị, nó lên form sọc nha, siêu hot luôn. Rồi ôi, lấy em cái sọc đen nha, ok. Nguyễn Xuân Vũ Lê có sọc luôn, sọc đen là chị Thanh Lê có đơn, quá đẹp luôn. Đợi tới mặc tôi mặc, em mặc cái màu xanh luôn cho mấy chị coi cho mấy chị tại nguyện, em mới thiệt luôn á, quá đẹp cái con này luôn. Rồi ai lấy set lên mã set giùm em nha, set này có 99.000 mấy chị ơi, siêu xinh luôn nha mấy chị, một màu duy nhất giùm em, được chưa. Set sọc 99.000 có đơn, chân với sọc của chị Cẩm Tiên, quá xinh đẹp, ok, chị Cẩm Tiên có đơn nè, quá xuất sắc luôn, 99.000. Bà lấy sọc lên mã sọc kem liền, 99.000 có đơn. Rồi mặc set coi thử, quay lại cái like cũ giùm em đi, nãy có mặc set đó rồi, quay lại cái like cũ đi chế, có mặc rồi chứ yêu ơi. Rồi đang mặc còn sọc đen nha, sọc đen cho chị Trần Thanh Nhã. Rồi đang mặc còn một con đen, lên cái màu xanh cái nữa cho nó hết màu nè mấy chị ơi, lên cái màu xanh cho cái nữa cho mấy chị cho nó hết màu nè, đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Cái đầm có 99.000 à trời ơi, là 95.000 à, không được 99 nữa, 95.000 một con đầm thôi, quá xinh đẹp.
Trời đất ơi, nói gì nữa các bà ơi. Xuất sắc thật sự luôn á trời. Nâu cho chị. Ủa hết nâu rồi chị ơi. Xét chân váy sạch cho chị Đặng Trần Mạnh Linh. Nâu sập là cái gì vậy? Nâu sập em hết rồi chị ơi, nâu sập em hết rồi. Đang mặc bầu bì bông chen được chứ. Như cái mặt cũng vừa chị ơi. Coi là như cái chị mặc cũng ok hết chị. Mấy cái em bầu mấy bà đào bầu mà mới mới rồi mặc mấy cái đầm này cưng lắm luôn á. Nè. Chị chưa? Thêm sọc đen chị Lê Thảo có đơn. Sọc xanh đang mặc cho chị Thắm Hoàng, em nói hậu đầy xinh lắm. Em cao mấy số 5 lận chị. Thêm sọc đen chị Lê Thảo có rồi. Nên là mấy chị cứ yên tâm nha, em mặc cái này qua gối tí xíu à nè. Mặc qua gối tí xíu à, có đâu ra nữa dài. Rồi sọc xanh 95.000 cho Betty, số điện thoại Betty ơi. Số điện thoại lên cho em nha chị. Thắm Hoàng có xanh rồi chị, còn còn hai màu xanh đen có đơn, màu xanh dễ thương không? Màu xanh đẹp mà không tin tôi. Rồi. Thế anh vắt nâu lúc đầu vậy là có rồi đó chị, hết rồi. Hết rồi. Rồi còn có hai màu thôi. Còn có hai màu thôi nha mấy chị nha. Áo khoác tay kẻ 99.000 hết hàng chị ơi. Trời ơi sao đẹp dữ vậy trời, không tin luôn nha mấy bà. Rồi lên cho bà chế cái con body này ngày hôm qua nè. Cái con body ngày hôm qua mới thiệt mấy chị luôn, em bán 89.000 là em bán cái giá này là giá cạnh tranh. Cạnh tranh nhất cái thị trường này luôn nha mấy chị nha. Và không có ai cho mấy chị có cái giá này đâu, em nói hơi thiệt hứa danh dự luôn á. Nguyễn Bích lấy sọc xanh có đơn nè. Rồi chị Linh Nguyễn đợt trước gọi điện không nghe máy, đợt này chút lại nhớ canh điện thoại giùm em chị Linh Nguyễn ơi. Rồi bộ áo trắng quần đen ngoài sau như chị. Trời ơi cái này có 119 này em ơi, sách mai phân bùi hot quá trời luôn. Bán quà bán quỷ luôn nha mấy bà chế nha. Xanh 95 chị H Yến Yến nè. Đen cho Thùy Trang nè. Xét sọc của chị Phương Nguyễn có đơn luôn. Rồi còn xanh đang mặc thôi là hết nha. Chị Trang bao nhiêu ký vậy em đoán xem. Em đoán xem chị bao nhiêu ký. Đoán cho đúng nha. Đoán sao cho đúng nha em gái. Em đoán sai là chị ghim em đó bé yêu. Đen là đầm. Đen là đầm. Ừ. Rồi đầm body phơm ngắn luôn. Chị Trang bao nhiêu ký rồi. Đoán đúng coi. Đoán sao cho đúng nha. 49 ký sai. Lấy bộ nhé. Dương Yến Đào ok chị. 55 ký bao dừa. Đây chị ơi, nè, ủa con sọc xanh hả? Sọc xanh không? Betty chưa lên chung. Betty ơi, số điện thoại Betty ơi. Xe đó có màu gì vậy? Có màu em ơi, có màu à. Tây ơi Tây. Số điện thoại Tây ơi Tây. Khổ quá trời Tây ơi. Gọi hồn Tây lên số điện thoại liền nè Tây ơi, nhanh lên. Rất rạng. Đầm body phơm dáng ngắn mấy chị ơi, bà nào sợ lùng nè. Bà nào lùng thì lên con này giùm em. Áo jean sau bao nhiêu? Sau lưng chị, áo jean. Đây. Sơ mi jean 149 có đơn, sơ mi jean giùm em. Áo jean 149 lên giùm em luôn con đầm body. Màu gì? Màu đen, màu hồng, màu đỏ. Mấy bà muốn em mặc màu gì mấy bà? Em mặc màu đỏ ha. Em mặc đầm body màu đỏ lên cho mấy chị em mình coi ha. Rồi đang mặc bao nhiêu tiền? Còn có mấy con là hết rồi, còn một hai con hết rồi, 95.000. Lên cho em liền đi mấy chị. Đầm body 95 có đơn nha. Rồi lên cái con body 89.000 nè. Trời ơi, body mà bán có 89.000 mà tới công chuyện luôn. Bà nào mà sợ lùng nè, ồ ơi mặc mấy cái này ơi sợ quá. Mấy vừa ông trời ơi, dài quá ông trời. Mua cái đầm mà thiệt luôn á trời, muốn lên huyết áp quá, muốn thở tăng xong quá. Chị ơi mua con này đi cho nó dễ, cho nó nhẹ thở, cho nó dễ thở nha. Đây, màu đỏ giùm em luôn, quá xinh chưa. Ôi là trời, tí lên rồi nè. Body 2 giây đợi xíu giùm em đi người ơi. Tơ mê dinh cho chị Kiều Anh Lê Thị có luôn. Body 95 màu đen cho chị Mỹ Lệ. Còn không hết đen rồi, còn xanh nè người ơi. Rồi body 89.000. Thấy chưa? Mặc con này là tới công chuyện chưa? 89.000 giùm em luôn, màu gì? Màu đỏ. 89.000 màu gì? Màu xanh và 89.000 màu đen. Trời ơi cái vải nè. Đừng hỏi nhiêu ký mặc vừa làm biến trả lời mấy con này lắm. Tại vì mấy cái này cỡ nào mặc cũng vừa hết nha chị em mình ơi. 89.000 cái đầm à. Bộ gấu xám cho chị chốt dự bị tiền ngôi chị hết rồi. 89 màu đỏ chị Nguyễn Thị Mèo nè. Xinh không? Bà nào tiêm body vô đây lụm liền giùm em đi, cái màu này mặc hơi bị xinh nha. Cái màu này mặc hơi bị trẻ với bà nha, mà không đụng hàng luôn như hàng hot girl vậy đó mấy bà. Còn bà nào mà không có dám mà can đảm mặc mấy cái màu này thì lấy giùm em luôn cái màu đen. Đó, dễ mặc giùm em luôn. Có 89.000 một đầm thôi mấy chị ơi. Freestyle 40 tới 60 kg. Và trời ơi mấy cái nâu này là hơi mặc là hơi khỏi chia đi. Từ từ đợi chút. Body dài còn không chị? Body dài còn màu xanh em ơi. Body dài cổ bẻ màu xanh 95.000 còn kìa. Lấy chưa bà? Rồi, cái hồng trên xào là đầm hay gì vậy? Cái đầm cái này trên xào là có cái quần nữa cưng. Đây là cái set hở lưng nha, có hai màu trắng với lại hồng. Set hở lưng có cái quần nữa nè. Rồi,
nguyên set luôn, 109.000 à bà ơi. Nó đẹp lắm. Rồi đang mặc còn được hai màu nha mấy chị. Rồi bà nào chưa có lên đơn em luôn. Chả nè. Con nhỏ nào vô hỏi tao cái này thiệt luôn. Đứa nào nó hỏi tao là tao không dám lên, tao lên xong rồi tao bị sưng. Tao giống như tao bị mắc xương vậy đó bay ơi. Rồi chả đầm body maxi đi. Chả cái body maxi cho mấy chị nè. Rồi em trả maxi đây. Maxi. Cái kéo nó mất tiêu nữa rồi. Mẹ cha nó cái kéo nữa rồi. Lọt đâu cha nó nữa rồi. Body 89 màu đỏ cho chị Loan Loan. Body 89 màu đen cho chị Lê Thảo. Đỏ chị Trúc Phương Dương. Body dài còn không chị? Giờ lên nè cô bé ơi. Đơn hôm thứ tư, hôm nay thứ mấy rồi? Đi đơn lâu rồi em ơi. Hỏi giờ này đi lâu rồi. Con này mặc dễ thương lắm bà. Rồi ok, xem like bộ hồng chị mới cầm hả? Đợi chút xíu chị đi, qua mẫu rồi. Đợi chút đi, chị lên con này xong chị quay lại cho cưng coi nha. Đáng đợi xíu cưng ơi. Để kéo con lạc xuống màu đi trời. Bên em gọi điện chúc đơn cho bà chưa? Gọi điện rồi là đi rồi đó, con chưa gọi điện là chưa có đi. Nè, đã mắc xây mấy chị. Cho xin nút chia sẻ đi trời, ngồi đó mà ngồi không trời, không ai chia sẻ. Sao ai chia sẻ cho em vậy? Có điều sập cái Úc Sang. Trời ơi, ngồi không buồn tay làm gì mấy chị. Nhấn vô cái nút chia sẻ rồi đấy nè. Rồi ok, lên cho em con này đi. Bộ hồng đợi xíu quay lại nha người ơi. Lấy đầm sập vàng của bà. Đầm sập là mấy Trang không có hết màu vàng rồi. Mấy Trang gì còn ủa màu vàng còn nha. Màu vàng cho mini bé còn nha. Đây màu vàng nè. Còn đó bà. Rồi để cho bà chế 95.000 luôn đó nghe. Đầm đang mặc còn đen cưng ơi. Nè. Còn đen còn hồng với lại còn màu chị đang mặc màu đỏ. Đen hồng đỏ. Còn ba màu. Rồi maxi dài con mẫu cho con mẫu ở trên mấy chị coi hình nó là 1,5 m. Nên là mấy bà nào mà nhắm mặt như con bé mặt quá thì hốt. Còn sợ già quá thì thôi. Nha. Mẫu là 1,5 m ra mấy chị, nên là chốt đi. Con này em bao mặt, mặt càng dài càng đẹp nữa là thiệt sự. Đó 1,5 m. Mẫu trên là ai, người ta có 1,5 m thôi nha mấy chị nha, người ta mặc vẫn ok nha mấy chị, nên là cứ yên tâm mà chốt giùm em con này luôn. Giá cho em đầm maxi dài miên man bao nhiêu tiền mấy chị ơi? 89.000. Nâu hết rồi chị, còn xanh nè. Bỏ lại. Body bè cô bé sọc còn một cái xanh đấy mặc thôi chị hết luôn rồi. Hết luôn rồi, mini bé. Rồi, lên màu luôn, có tay giùm em mấy chị ơi. 89.000 một đầm giùm em mấy chị, free size 40 cho tới 60 kg mặc vừa giùm em. Nha. Chia sẻ bị cáo Facebook vi phạm luôn trời ơi. Sao kỳ vậy? Sao nó ác với em vậy ta? Lên đi mấy chị ơi, nổi gì nữa mấy chị, chần chừ gì nữa. 89.000 đầm maxi dài miên man mấy chị, quá hot luôn, con này là quá hot mấy chị ơi. Thiệt luôn á. Đen nâu hồng xanh lá xanh bơ nè. Màu bơ đẹp ha, màu bơ công nhận xuất sắc ghê luôn á. Rồi màu cam cho em luôn. Y chang hình mẫu mặt, hình nó có màu gì em có màu đó mấy chị ơi. Nhung bùi lấy đen nâu hai màu nè. Đầm đi tiệc hả? Có đầm đi tiệc luôn. Ghê không? Muốn đầm đi tiệc có đầm đi tiệc với bà. Màu đỏ là y hình mẫu mặt cho mấy chị. Con này màu đỏ là y hình mẫu mặt giùm em luôn. Màu cam quá cháy luôn. Như ý BT lấy cam. Em này hot lắm mấy chị ơi, có xẻ luôn. Có xẻ bên hông y hình nha mấy chị. Ngọc Trinh bơm hàng. Mới bơm luôn nè, kiểm tra có nhận đơn chưa? Đỏ cam nâu ba màu cho Lai Ngô. 89.000 một con đầm maxi mấy chị ơi. Con này vừa bán vừa tặng luôn mấy chị. Con này vừa bán mà vừa tặng mà. Trời ơi, 89.000 một cái đầm maxi dài miên man đi đâu ra mà có được trời. Ngọc Trinh nhận hàng xong mua thêm nha Ngọc Trinh ơi. Nguyễn Thị Phương lấy một màu đen. Còn giờ em muốn mua lại em cọc tiền. Em muốn mua thì em cọc tiền lại em chị nha. Để chị cho giao lại. Đỏ cam nâu rồi. Rồi Ngọc Trinh ok, muốn đặt hàng tiếp thì cọc là cọc giúp chị nha. Nguyễn Thị Tố Như lấy đen nâu. Cọc giúp chị nè, cọc giúp chị 50, 100 ngàn đó con ơi, lựa lại nha. Lựa tiếp chứ lộn. Còn đơn kia để cho giao đó.
Kim Kim Cương bơm hàng hả? Bán lại cho bà Kim Kim Cương như vậy. Kim Kim Cương kiểm tra nè. Rồi hồng nâu đen ba màu, cái này không có hồng bà ơi, cái này có đỏ nha. Có đen, có đỏ cho bà nè. Rồi Kim Kim Cương bơm hàng, mua hàng cọc tiền luôn chị ơi. 89.000 một cái đầm maxi dài miên man. Lặng yên một cái đen nè. Đầm nâu chị Trần Thanh Thảo. Đầm nâu. Nâu chị Trần Thanh Thảo rồi hết nâu luôn nha bà con ơi. Giảm cân 450 chị ơi. Nâu em hết rồi. Maxi đen xanh cam Linh Nguyễn. Còn đen, còn xanh, còn cam. Rồi Linh Nguyễn muốn lựa thêm cặp giúp em luôn. Chị nào từ năm sẵn sẵn cặp giúp em nha mấy chị. Chị này đợt trước gọi điện không nghe rồi nè. Đợt này nhớ nghe cho em cho bà. Mua quá trời bà không nghe số tôi xỉu á. Còn xanh là chị mini bé. Chị Nguyễn Thị Kim Anh. Đợi em tí em chốt lại cho chị. Em cho chị coi lại nha. Đầm mặt 89 màu xanh. Đầm maxi. Đầm maxi màu xanh là chị Huệ Ngọc. Rồi Nguyễn Thị Thu Thảo lấy maxi đen. Thì An lấy màu đen có đơn. Xếp bộ thun 99.000 hết hàng chị ơi. Thun đầu lai hết chị. Nâu cho chị Misa Baby. Hết rồi Misa Baby ơi, hết nâu xin lỗi. Đầm maxi đen 89.000 chị Lê Thảo. 89.000 chị ơi. Maxi quá rẻ luôn. Đầm nâu em hết luôn. Đỏ đô hả chị? Đúng rồi đỏ đô em. Rồi mẫu này không thử hả người đẹp? Còn đâu nữa thử chị? Thêm cam cho mini bé nó thiệt luôn. Còn đâu nữa thử chị? Không có cơ hội thử luôn. Em hết rồi đó. Em hết rồi đó chị. Đầm xanh cho chị Mỹ Phước. Thấy ta chút rần rần không? Tại bán quá nhiều rồi. Bán quá nhiều rồi. Ai nhận giờ cũng mê hết trơn rồi. Yến Nhi một đen một cam. Yến Nhi này sao vậy? Yến Nhi mua hàng cọc tiền nếu bị sao nè mà nó đi cảnh báo được. Nguy hiểm đỏ chót nè. Kết chị giao trễ. Em đưa tiền ship rồi. Rồi nha. Ủa là sao? Là ý là giao lâu quá hả? Rồi sao đưa tiền ship bà? Ý là bà đặt chỗ khác luôn rồi đó hả? Bà tưởng tôi không giao cho bà đó hả? Sao tôi buồn vậy trời? Maxi xanh cho Mỹ Phước có rồi. Mai Yến lấy xanh bơ. Xanh đen chị Nguyễn Oanh. Cọc lại em đi. Cọc lại em 100 ngàn đi đơn em trừ lại cho. Đi đơn em trừ lại cho người đẹp ơi. Còn ở đâu nữa mà chốt? Còn ở đâu nữa mà lên hả bà? Body đang mặc là 89 nha bà. Con này dài miên man 89 ngàn luôn. Đây màu bơ nè. Xanh nè. Cam đỏ. Đen. Bơ xanh cam đỏ đen giùm em. Tôi chưa kịp coi luôn á trời. Trời ơi mấy bà thấy không? Tôi nói rồi hot. Nó hot mà mấy bà. Nó hot muốn chết luôn vậy đó trời. Cầm vô lên thôi là mấy bà chút bụp bụp rồi. Cầm vô lên thôi đã chút bụp bụp rồi mấy chị ơi. Nói gì nữa mấy chế. Quá xinh đẹp luôn trời đất ơi. Con này em còn một thời nãy em còn đủ màu cái bộ này luôn hả trời. Nó vậy em không biết luôn trời. Xanh là xanh đậm. Xanh là xanh rê. Xuất sắc. Ủa, xuất sắc mà... Quá tuyệt vời. Bà cảm ơn lộn á. Kim Anh màu đen. Kim Anh màu đen. Ngọc Trinh lại cộng trăm rồi. Ngọc Trinh lấy xanh bơ với nâu có chưa ta? Rồi có bơ cho chị hết nâu rồi nha. Đổi màu thêm giùm em đi. Bơ đi má ơi nè má ơi. Nguyễn Tuyết hết đen chị ơi. Bơ cho Lai Ngô. Chuyển số tài khoản cho bà Kim Kim Anh đi kìa. Kim Anh Anh hả? Kim Kim Cương chứ lộn. Chuyển số tài khoản. Hết lộn. Maxi đen hết rồi. Bà biết sao mà tôi lên tôi chưa kịp mặt mà khách chốt rồi bập bập chưa? Bà biết lý do chưa? Bơ chị Lê Thảo. Rồi bà biết lý do chưa? Trời ơi chứ làm sao bà. Tôi nói hàng vô lên một cái là khách chốt đi lẹ là biết là phải chốt tranh thủ liền. Nói gì nữa. Cho tôi coi bộ hồng cầm nãy đi. Ok gái ơi tới nơi rồi nè, tên tình yêu. Đang mặc bơ cam bơ. Bơ xanh đen. Có lộn bơ xanh đỏ ba màu. Chứ gì nữa mà không chốt bà. Bộ 2 dây baby doll mấy chị ơi. Xích lông chưa lên chị. Nè bộ 2 dây baby doll nè mấy chị. Đằng sau đang chéo đằng sau lưng giùm em nha. Con này em còn được màu trắng mấy chị ơi. Có quần trong nha mấy chị. Có quần trong nha. Em còn trắng nè. Em còn hồng đang chéo đằng sau lưng là đẹp lắm mấy chị. Bỏ vô lên khách chốt lia lẹ lên mấy chị phải chốt le chốt liền. Chốt liền không kịp với người ta. Xếp lông em chưa lên chị ơi. Bơ chị Yên Gia có đơn chưa? Bơ chị Yên Gia nè.
Rồi ok, tôi mới mua lần đầu tiên bà ơi hả? Mua lần tôi là dính đó bà. Rồi con này chốt giùm em luôn nè, đang kéo đằng sau lưng nè. À bà là tấm chiếu mới chạy hả? Ừ, không sao. Còn nhiều lần lắm bà ơi, cố gắng lên. Bao nhiêu vậy chị? 109.000 mấy yêu. Baby doll này có 109.000 à mọi người. Trời ơi, mấy chị lên top top mấy chị coi thử coi. Trời ơi, nó bán cái set này toàn là 130, 140 không à. Còn cái vải y chang nha, vải nhà em nè, mềm nè. À thấy không? Mềm rụt luôn mà thấy không? Mát lạnh nè, dày cui à. Dày cui à mấy chị, chứ mà giống như mấy cái bộ mà hả? Mấy chục ngàn đó như mấy bà chế nha, không có đâu nha mấy bà. Nhận về đi kiểm tra hàng dày đẹp thì nhận, còn không trả tiền ship giùm em. Trời ơi, xuất sắc lắm. Nè quần nè. Đó có ai bán hàng rẻ mà cho mấy chị kiểm tra hàng không? Tại vì có mấy chị. Trời ơi, rẻ mà phải đẹp phải mới tự tin như vậy nha mấy bà. Thôi thôi à. K109 cho Mai Yến có luôn. Đầm sọc vuông ngắn còn không chị? Đầm sọc vuông ngắn 89.000. 89.000 giùm em. Em này màu hồng xinh lắm mấy chị ơi. Em này màu hồng xinh lắm. Rồi dây hai lớp luôn đi chị. Ok đợi xíu nha. Thu Thảo. Nguyễn Thị Thu Thảo. Trời ơi sao mà bây giờ màu bơ đó mà đổi đi trời. Màu bơ đó mà đổi đây rồi mặc màu hồng, mặc màu đỏ lên cái dành màu đỏ nè. Cái dành màu đỏ nè. Ờ, còn màu đen với lại màu hồng, màu đỏ em ơi, đen hồng đỏ nha. Cao cho chị Kim Anh lấy 109 đúng không người đẹp? Cao cho Kim Anh lấy 109 ok người đẹp có nè. Rồi còn ai chưa có bộ đang mặc nữa không? Lẹ lẹ nè, nhanh lên. Quá trời quá đất rồi. 89.000 mấy chị ơi, em còn màu rêu nha. Trời ơi, màu xanh nè. Xanh rêu nè. Tới công chuyện luôn. Lấy sọc đen là chị Nhung Bùi có đơn có 89.000 cái đầm mà mấy chị ơi. Chị đang lấy đỏ vậy. Ai biết, lấy quăng rồi giờ ai hỏi ai biết. Lấy đỏ cho chị Nhung Bùi body đúng không? 89 đúng không? Này body đỏ nè. Bà lấy body dài, bà lấy body ngắn vậy bà. Nhung Bùi lấy đầm đỏ nè, đầm 89 hay đầm 99 ta hay là đầm dài vậy? Đầm trắng sọc cho chị Mỹ Hân Nguyễn Thị. Lấy đầm sọc hay là lấy đầm trơn vậy? Đỏ 89 cho chị Ngọc Hân. Đây, đỏ 89 Ngọc Hân kìa. Rồi ok, đỏ gì giá trị? Đỏ đô em ơi. Body sọc là mấy chị chốt em sọc đỏ, sọc đen với lại sọc sọc hồng nha. Rồi còn đang mặc là đỏ giùm em là 89.000 là đỏ dài nè, Nhung Bùi lấy đỏ dài đưa cái đỏ sọc lại cho em. Rồi ok luôn. 89.000 mấy chị, hiện tại là còn được 3 màu nha. Chế nào mới đổi đó, đổi cho chế đó chưa vậy? Đừng có đổi nữa nha mấy má ơi, đổi đó tao quạo cái chuỗi đó nha. Tao bắn tao rắc đít liền nha. Ê đừng có giỡn nha, đừng có thấy tôi hiền nha mấy má nha. Ok Thanh Tiền lấy 1k 1 hồng. Thanh Tiền ơi còn hồng hết cho em. Lấy trắng đi, trắng sang lắm người đẹp mình ơi, trắng sang giả mang. Ê bà tôi cao 1m58, tôi nặng 60kg vừa. Vừa không hay ôm, dĩ nhiên là ôm rồi mẹ. Dĩ nhiên là ôm rồi má ơi, đừng có hỏi câu vậy. Nhưng mà mặc cái con này chịu khó mặc quần gheo lên. Mặc quần gheo bụng lên, chứ bà mặc con này mà mặc thùng thình đâu có được. Bà mặc thùng thình đâu có được, chịu khó mặc mua cái quần gheo á mặc vô. Là mình ốp mình cái eo mình nó ôm lại một cái là ok nha. Mấy bà chế là mà thích mặc mụn mỉm mà mình thích mặc đầm body á thì mấy chị phải mua cái chịu khó mua cái quần gheo. Cái quần để mấy chị mặc mặc đầm á, nó cao lên tới đây nè mấy chị mặc lên cho em. Là nó ôm, nó không có bị lọt, không phải cái gì, nó gọn vô cái phần này mặc dù nó vẫn nhô ra nhưng mà nó gọn. Nó không có bị ngấn, nó không có đẹp. Nha, mình chịu khó mình mua cái quần gheo mình mặc vô cho em này, nó chia sẻ thiệt tình. Chứ mà dụ với chị mua nha. Nhưng mà mục đích chính là dụ thiệt. Mục đích chính là dụ thiệt nha. Rồi, nãy có màu hồng em. Không có hồng, con này đâu có hồng đâu. À, đâm kẻ chốt rồi, Nguyễn Thị Thu Thảm chốt kẻ hồng của chị rồi đó. Đầm sọc cô bẻ 95 đấy còn con nè. Đầm sọc 95 đấy còn con nha bà. Rồi body còn ai chưa có nữa không? 89.000 là lẻ làng giùm em cái đi. Đầm sọc cổ bẻ. Cổ vuông ngắn đầm đỏ chị Hân Hân. Rồi Hân Hân có đầm sọc nè. Rồi lên cho bà chế cái màu riêu với nữa nè. Đỏ còn có con nè nha mấy chị. Đỏ 89 còn con. Đỏ là đỏ đô nha khách ơi. Rồi qua cho em luôn mấy chị. Đầm cặp đúng không? Rồi ok. Có đầm cặp luôn quý vị ơi. Này chiều với bà quá chiều rồi. Thích cái gì bán cái đó luôn. Quá dữ. Còn đầm body sẵn ngực nữa chứ. Trời ơi. Cái gì vậy trời. Like số đầm, like số đầm, like số đầm. Đầm bơ hết rồi. Không nha. Cái phần này là không có. Bà có mong thì ok. Nhưng mà cái này không có bị mỏng nha. Cái đầm này rất là dày dặn. Không có bị mỏng nha mấy chị. Màu rêu đẹp ha. Rêu đẹp quá. Thêm đỏ cho chị Lê Ngô. Có bà nào lấy đội rêu và hối hận chưa?
Rồi đâu giờ hối hận đúng không? Mà là độ rêu giờ hối hận nè. Hối hận chứ gì nữa. Rồi quần, quần gì vô lên coi thử đi, bao nhiêu tiền? Quần què. Đâu có bán quần gì đâu. Cái này là cái đồ bộ, nó có cái quần. Có quần gì đâu. Nè quần nè. Xét nè. 40-60kg mặc vừa. Ủa được 60kg xong mua này mặc trời. Dễ thương gần chết luôn, đang chéo đằng sau lưng nè. Cưng lắm mấy chị nha. Có bo chun mấy chị, thoải mái luôn. Rồi đang mặc màu rêu cho Thùy Trang. Body đỏ cho chị Huyền My. Ok la. Ủa hết đỏ rồi hả? Hết đỏ luôn rồi Huyền My ơi. Hết đỏ rồi còn rêu thôi. Rêu tôi lấy một cả thôi mặt đó. Còn con cả đó lấy chốt đi. Rồi con này chốt giùm em luôn. Xét chân váy 99.000. Có bà nào chưa có không nè. Xét chân váy 99 chất co dạng thoải mái nha. Em này mặc lên bao sang luôn mấy chị ơi. Em này mặc lên là xuất sắc trong gia tiền nậu luôn mấy chị. Hồi nãy bà chị ấy chưa coi cái con này đúng không? Rồi mặc 1 phút 30 giây cho mấy chị coi luôn. Tầm đang mặc còn con mua giùm cái coi trời. Thôi má tao tức ghê luôn mày ơi. Thùy Trang đầm rêu. Ơi nó nghe là còn có một cái bị dính lời nguyền rồi đó mấy bà. Má bị dính lời nguyền một cái rồi đó mày ơi. Không ai mua là không ai mua nha má. 5-70 bán hết chứ còn một cái là năn nỉ hoài không ai chốt nha trời. Không hiểu luôn á. Biển xa quá trời ơi. Chết rồi. Có ai há giải lời nguyền giùm tôi coi. Nha. Xét 99 nha, cho chị Thùy Trang nè. Rồi gì? Quần mà nói mặc cái váy đầm. Quần ghen. Bà nói bà nào mà ghi tiếng Anh giỏi giỏi ghi cho bà coi. Ghi tiếng Anh giỏi giỏi ghi cho bà coi chợ. Rồi xách sọc 99 có đơn. Trời quá khen chị ơi. Em tự em biết mà vậy. Em tự em biết mà. Em lại mặc cái gì lên là như hot girl vậy đó. Trời em hot girl nửa mùa mà trời ơi. Mặc lên phải giống người ta chứ làm sao chị ơi. Ai làm lại em ấy chị. 99 ngàn xách sọc mới chứ. Ai chưa có lên đơn giùm em cái lẻ làng đi nè. Quá trời quá đất xinh rồi. Thấy chưa. Form nè. Vải nè. Thấy nhiêu ký mặt cũng vừa giúp em nha. Chất là siêu co giãn luôn. Có 99 ngàn xách sọc thôi mấy chị. Mặc cưng lắm luôn. Bữa họ mới hạ về không đủ hàng chốt cho khách luôn đó bà. Bữa nay mới có hàng lại nha mấy chị ơi. Bé ti 99 có đơn nè. Còn có bà nào chưa có maxi thì chút maxi lại giùm em đi. 99 ngàn. 99 ngàn có đơn nghe quý vị ơi. Có áo thun không chị? Có đó chị ơi. Nhưng mà chắc giờ này không lên nổi. Lên cho chị em mình nè. Cái con đầm sóng ngập cái đi. Lên đầm sóng ngập cái đi rồi lên đầm cặp cho. Đầm sóng ngập này mới về lại á. Đợt bữa trước về là mấy chị giờ thích quá. Mấy chị ghiền quá. Nay phải về thêm. Tiếp tục. Bây giờ tiếp tục một lô nữa cho khách đây. Rồi ok. Áo thun đợi xíu nha chị. Áo thun mở thun chắc này không lên được quá. Áo thun còn thun phân rộng. Còn mấy cái sale rồi chị. Mua giùm em luôn đi. Rồi ôi cái đầm mút, cái đầm sóng ngập nè. Vải nè. 10 điểm cho chất lượng luôn. 109 ngàn. 10 điểm cho chất lượng luôn. Hồi hôm bữa bà nào chưa có đầm trắng đâu vô lụm liền. Đầm trắng nè. Hồi bữa mặc màu trắng lên rồi nay không mặc màu trắng nữa nha. Bữa mặc màu trắng rồi nay mặc đầm trắng ở đâu. Coi đầm cặp với chị. Lên con này xong đi lên đầm cặp liền mấy yêu. Body sóng ngập 109 mấy chị ơi. Con này chốt giùm em màu rêu nè, màu xanh nè. Màu trắng nè với lại màu đỏ. Con này không mặc màu trắng đâu, màu trắng có 1-2 con à. Cái này lên màu lạ cho mấy chị qua, lên màu rêu nè, màu rêu đẹp quá. Rêu đẹp xỉu luôn á, ai mặc đi tiệc đâu vô đây. Nguyễn Tuyết lấy đầm trắng nè. Bà chết là đi tiệc đám cưới đó mơ, rồi cho em nhấc cái nắp giùm em luôn đi mấy chị. Có áo khoác không chị, có áo khoác em ơi. Rồi lên set áo lông kêu bà. Tôi lên rồi tôi lên hai mã liền cúc luôn cùng lúc nè. Trời ơi thiệt luôn á, không biết còn hơn là chạy giặt nữa má ơi. Nha. Không bà ơi, con này khác nha. Nè nhìn cái vải giùm em cái đi, vải xốp nha quý vị. Vải xốp nha, con này 58 cân quay đầu thôi. Con này qua 58 cân quay đầu thôi. Lấy rêu chị Nhung Bùi. Set đang mặc cho chị Tùy An. Lấy rêu chị Nhung Bùi nè. Đúng rồi, con này có 109 thôi. Con này có 109 là rẻ mà đẹp luôn. Đầm đỏ chị Mai Yến bộ hổng khách chốt rồi. Khách mua rồi mấy chị ơi, có mặt lên perform luôn rồi, đẹp lắm. Ai nhận cũng ghiền hết trơn á. Sánh ngực trắng chị Thanh Gia nè. Trắng có 1-2 con, đâu có nhiều đâu. Mai Yến đầm đỏ có chưa ta. Rêu chị Kim An. Rêu chị Kim Anh. Đang mặc là chị Linh Linh. Xanh đậm. Xanh đậm là xanh lá hả? Hay là bà lấy xanh rêu. Ngọc Trinh.
rêu trắng hai màu cho Nguyễn Thị Tố Như, rêu trắng hai màu Nguyễn Thị Tố Như, rồi hết trắng luôn nha bà con. Rồi xếp đầm sọc cho chị Nga Bunny. Nga Bunny xếp đầm sọc, ok. Ngọc Trinh xanh đậm mà xanh lá xanh nào trời, xanh rêu trời. Ủa, Ngọc Trinh chút lại đi mà Ngọc Trinh. Cái gì? Chưa qua lấy đầm đỏ đó. Rồi ok. Xanh lá, Ngọc Trinh lấy xanh lá đó, đúng rồi là xanh này nè. Rồi em lên lại rêu lá đỏ ba màu nha bà. Rêu lá đỏ ba màu. Được chưa? Lên con màu rêu nè, màu rêu đợt này là nó thay cái màu đen á, mặt sang dữ lắm, sang luôn. Đây nha mấy chị á, mặt sang cực kỳ luôn đó mấy bà. Lên form nè. Sếp baby hết hàng chị ơi. Sếp chị mặc cái đầm đỏ cho Yến Phương, xanh lá cho NH Nhi. Ok luôn. Sẵn ngực trắng em hết hàng rồi, chị Út Sang đổi màu đi chị. Sẵn ngực trắng hết hàng rồi. Con này là màu này không đụng hàng luôn. Con này mặc màu hơi bị xinh nha mấy bà. Con này rêu rêu nè, xinh lắm. Mà mặc cái này nó thay rồi, nó thay cái màu đen thôi chứ. Thật sự là hai con màu xanh này con màu nào không đẹp hết trơn á. Con đầm đỏ qua chưa? Ủa set 3 phân bùi đấy chứ nào hỏi em nãy em lo em like quá em quên. 119.000 set 3 phân bùi 119 thì em có đơn mấy chị. Từ nay hãy gọi em là Quý Phi. Trời ơi là trời, nó đẹp dữ vậy trời má ơi. Tháng rồi tao đổ cặp loa lên nữa đứa làm lại, đứa nào làm lại tao nó thiệt luôn á. Tiếng này chết với chị. Cho nước suối thôi. Chiếc này tôi đổ cặp loa thôi mà làm lại tôi chiếc này rồi. Đẹp quá trời vậy trời ơi. Lên đơn đây mấy chị. Ba màu nha. Mi e mi e. Trời ơi tôi đi rồi tôi gặp được mi e mi e đó. Mốt là thu cốt luôn nha. Tao không đợi mình chuyển khoản nó tao mệt quá trời à. Sạch 99 cho em với cái bà Linh Linh có rồi bà. Bộ thun dài áo crop top hả? Thun dài áo crop top giờ còn có mẫu à. Ok, set 119 cho chị Trần Thanh Thảo. Set 119 là chị Trần Thanh Thảo nè. Nè, 119 nè, có ai chưa có không? Set Mai Phương Bùi quá hot luôn, 119.000. Ok, đầm đỏ cho chị bộ ballet Thanh Trúc. Đỏ chị bộ ballet Thanh Trúc có đơn luôn. Bộ này, cái đầm này đẹp lắm mấy bà ơi. Đầm đỏ cho chị Su Tuấn nè. Set sọc cho bà Thanh Hoàng. Set sọc cho bà Thanh Hoàng có đơn luôn. Rồi ok. Con này lên cho em nè. Set ống rộng nè, nào hỏi vậy? Mi e còn có bộ này à cưng ơi. Bộ ống rộng còn có mã này thôi. Bao nhiêu tiền cho ta? 109 có đơn. Set ống rộng nha, 109. Đầm sóng ngực màu đỏ chị Lê Thảo luôn. Mai Phương Bùi 5 set cho mi e mi e. Đầm này đẹp giả ma luôn này, em lên cái màu xanh nè mấy chị. Trời ơi, cái mặt cái màu xanh lên nó gọn con người cái gì đâu luôn á trời. Mặt con người lên nó gọn giả man luôn á trời. Xanh cho chị Ngọc Hân có chưa? Set sọc 99 mình có chưa? Misa Baby có rồi người đẹp. Rồi, dứt áo cặp luôn đi nè, lên rồi nè mã, lên liền nè mã ơi, đừng có nô hối nữa. Hối quá trời rồi, lên liền nè bà nậu ơi, có liền nè cô gái ơi. Đợi xíu nha chị Hai. Đợi xíu nha cô Sáu chú Bảy. Anh Ba chị Tám gì đó đợi anh tí nha. Có lên áo lẹ không em? Trời ơi, em có một cái mã áo lẹ siêu đỉnh nha. Siêu đỉnh. Cái đầm body của mẹ hồi nãy em còn là một con màu vàng mấy chị ơi, cái này 95 ngàn nè mấy chị. Nè, hồi nãy có ai chưa có không? Đầm body 95. Em còn màu vàng. Ê, cái sọc nhí nãy còn con nè mấy má ơi, chết rồi. Cái nâu sọc nhí nãy còn con nè mấy chị, 95 ngàn nè. Nâu sọc nhỏ nè. Với lại màu cam. Màu cam với lại màu xanh. 95.000 một đầm mấy chị. Còn ai chưa có đầm sọc cổ bẻ nữa không? 95.000 lên đơn cho em nha. Rồi lên tiếp nè. Rồi Ngọc Hân có xanh chưa? Chưa. Ngọc Hân xanh nè. Rêu chị Mai Lê đang mặc là rêu nha. Ống rộng cho Như Bùi, bà lấy Như Bùi mà lấy ống rộng 6 mà lấy 3 mà lấy Mai Phương Bùi vậy? Như Phúc. Bà Như Phúc ơi.
Body vàng 95 của chị Yến Phương, nâu sọc của chị Trần Phương. Nâu nè, vàng nè, ok và gái luôn. Rồi còn ai chưa có đầm nữa không? Lên đầm sọc giùm em nha, đầm sọc này đẹp quá trời luôn, có 109.000 mấy bà ơi. Trời ơi, bữa hổm về nè, đâu có đủ hàng chốt đâu. Nay mới về lại cho mấy chị đó. Ai tim đầm body vô lụm giùm em luôn đi. Sang quá ha. Rồi lên cái đầm cặp cả mấy bà nè. Đầm cặp không? Hôm nay có một cái mã áo rất là xinh luôn á. Đang suy nghĩ có lên có nên lên hay không. Làm cặp đúng đẹp luôn nè mấy bà ơi. Body nâu sọc hết hàng rồi chứ ơi. Rêu chị Mai Lê đầm đang mặc set ống rộng 8 chị Như Phúc ok. Rêu chị Mai Lê đang mặc nè. Trời nó mặc đẹp quá ha mấy chị ha. Công nhận mặc lên cái phong xinh ghê luôn á. Rồi. Áo tay dài đầm cặp siêu hot trend. Siêu hot trend giùm em nha mấy chị đẹp mình ơi, đây nè mấy chị. Con này phải không mất không phải mặc lên nữa rồi. Siêu hot trend giùm em nhớ là chị nha. Đây. Đầm cặp yếm. Dài miên man cho bà chị luôn. 119.000. Đầm cặp 119 giùm em có đơn, áo tay dài kèm em thêm một cái chân váy nữa. Được chưa? Đầm nâu sọc rồi. Set ống rộng xám rồi, lên con này luôn. Đang mặc 109 nha mấy chị. Ai chưa có lên đơn em luôn, lên đầm cặp trả khách luôn nè. Like áo khoác đi chị, đợi xíu. Hiền Chương lấy đầm cặp 119. Được có 20 bộ, không có nhiều. Không có nhiều luôn. Ok, Huyền Chương có đầm cặp, Huyền My có đầm cặp. Ok nè, Hiền Chương, Huyền My ok mà đẹp có luôn. Lên đầm cặp mấy chị ơi, con này quá xinh luôn mấy chị. 119.000 nha. Cô Út có đầm cặp luôn, 119 có đơn. 119.000 mấy bà ơi, xinh quá xinh rồi. Xin form ha. Áo tay dài thêm con đầm cặp nữa. Được có nhiêu này à, hết rồi. Có được nhiều đâu, xích lông đúng không? Muốn lông là có lông luôn. Lông lá là có đủ nha mấy bà. Ê. Set ống rộng nè em còn được hai màu quá mọi người. Trời ơi nè em chưa có lên được đồ ngổ nào luôn á mấy chị ơi. Trời ơi này Linh Phong cổ lọ luôn nè, sao sang dữ trời. Trời ơi đẹp quá. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi mấy bà ơi, đẹp quá mấy bà ơi. Đẹp quá không? Đẹp thiệt luôn á. Ôi không tin nó đẹp vậy luôn á trời. Nè, co giãn thoải mái luôn á. 40-60kg mặc dừa luôn. 40-60kg mặc dừa cho em thoải mái luôn. Em nói nghe nè, ví dụ như cái dây mà nó có dài quá mấy chị ơi. Mấy chị về cái mấy chị cắt nhẹ, mấy chị nhíp lại giùm em xíu được không? Không thôi mấy chị nhíp ngay chỗ này chút xíu mà em nè. Được không? Tại vì cái này nó làm cho mấy bà nào mà chế mà thích form dài của mình mặt mình kéo xuống. Ai thích mặt mà maxi dài thì kéo xuống ha. Còn không thích thì kéo lên nha mấy bà chế nha. Nên cái phần dây này nó sẽ là nó hơi di động nhẹ mấy chị. Về nè, cái mình may nhẹ đây cũng đây giùm em một tí xíu là được ha mấy chế. Được chưa? 119.000. Đầm cặp giùm em có đơn mấy chế ơi. Trời ơi sao sang dữ vậy trời ơi, nó đẹp dữ vậy ta. Đẹp thiệt nha. Áo thun bo rip. Áo thun bo rip đàng hoàng. Sẽ đóng rộng đợi xíu em lên lại cho chế. Đầm cặp với chị Lê Thảo có nè. Chị Nhung Bùi để đầm cặp ok chứ yêu có nè. Áo lẹ đợi em xíu đi bà. Đợi hoài. Đợi cái gì? Lên rồi. Còn mẫu gì nữa? Xích lông đúng không? Ok bà. Xích lông đợi em xíu đi. Đầm cặp giùm em mấy bà. Áo cổ lọ nè. Áo lên cổ lọ nhẹ y hình luôn mấy chị ơi. Y hình luôn. Nguyên set giùm em luôn nha bà chế nha. 119.000. Set đầm cặp giùm em có đơn. Quá đẹp luôn á trời. Mai Yến lấy đầm cặp ok. Chị Mai Yến có đơn nè. Con này hot quá luôn. Dài đầm dài có cổ còn không chị, còn màu xanh, còn bà còn màu xanh, màu vàng, màu cam, xanh vàng cam. Xét ống rộng giùm em mới chơi 109. Bỏ ống rộng ai hỏi em nè. Đầm cặp với chị Trang Huỳnh, khách hỏi cái đầm cặp này quá trời mới chơi. Khách nhà em hỏi cái đầm cặp này quá trời với chị, form đẹp dã man luôn. Bộ ống rộng nha. Rồi bộ trên xào này giùm em là 119 chị ơi. Xét Mai Phương Bùi, xét này là xét con gì,
con Mickey nè, rồi Mickey này còn có bộ à, hai bộ. Xe mấy chị luôn 79.000, Mickey còn hai bộ hết luôn rồi. Cho vô hàng sale luôn, 79.000. Ai cho có Mickey lên Mickey giùm em nha mấy chị, còn hai bộ cuối cùng. Quần là quần gân co giãn, dĩ nhiên là quần có túi mấy chị ơi, khỏi lo mấy chị nha. Quần gân co giãn giùm em có túi luôn. Đó. Xinh lắm mấy chị nè. 79.000 bộ em luôn, còn hai set cuối cùng hết hàng luôn. Đầm cặp cho NH Nhi có đơn nè, Trang Huỳnh có đầm cặp chưa? Rồi, xanh vàng cam cho Lê Chi. Xanh vàng cam cho chị Lê Chi có đơn nè. Đầm cổ bẻ nè. Rồi, cổ bẻ 95 nha, em còn hai màu. Còn vàng với cam để em hết luôn. Cổ bẻ 95 nha, em còn hai màu nha. Rồi, đang mặc giùm em là đầm cặp mấy chị ơi, 119.000 một set giùm em chứ yêu. Xinh chứ bà. Ai thích màu nào chốt ở lộn, ai lấy cầm cặp nó lên đầm cặp giùm em nha. Trời ơi, giả mang chưa. Tao nói đầm bữa nay lên mới chết không, sang chấn tâm lý luôn, đầm quá chị đầm. Đầm quá chị đầm mấy chị ơi. Còn con Maxi nó để mai lên luôn đi. Đầm nhiều quá. Rồi, sách lông trả với bà luôn nè. Trời ơi. Hôm nay tôi có một cái đầm thiết kế rất là đẹp nha mấy bà. Hôm nay tôi có một cái đầm thiết kế rất là sang luôn mấy bà. Tôi giới thiệu với bà luôn, tôi có một cái đầm thiết kế cực kỳ đỉnh cao luôn á. Mấy bà có muốn coi không? Từ từ đi. Sơ mi zin bao nhiêu một cái vậy chị? Sơ mi zin là 149.000, còn một con còn có một màu thêm ơi. Sơ mi zin 149 giùm chị nha. Rồi lên đi chị em mình con này đi. Từ từ, lỡ lên đầm rồi cho tôi lên con đầm luôn đi bà. Con đầm này tôi không có nhiều răng mà nó đẹp lắm. Tôi có một cái con đầm thiết kế chắc là mấy bà sẽ rất là ghiền luôn. Nó đúng đẹp luôn á. Trời ơi trời, cái đầm nó nặng 1kg có thiệt mấy bà. Sơ mi gấu là 149.000. Trời ơi nó đẹp dữ vậy trời. Cái phần này là may với mấy chị ơi. Có nghĩa là nó sẽ tệp với lại cái màu da cho mấy chị mặc lên nó không có bị hở nha. Có bút ngực bên trong. Nhìn cái này nè. Trời ơi cái dây nè. Cái này còn chưa gỡ siêu luôn nha mấy má. Về nhà nhớ gửi cái siêu ra luôn nè. Trời ơi cái này biết không? Đá. Đá nha. Đầm đá nha mấy chị. Trời ơi em nói thiệt mấy bà luôn nè, xỉu luôn chiếc này với tôi. Đầm vàng, vàng 79. Ờ ok con gấu đúng không? Con gấu 79.000 à bà ơi. Rồi Ngọc Trần lấy bộ gấu nè. 79 Võ Thị Khánh Phương lấy một sơ mi gấu nè, ok nè. Sơ gấu hai con đúng không? Đợi xíu lấy luôn cho. Lên mấy chị lên không? Dây kéo đằng sau lưng. SM mặt đẹp giùm em. Mấy dù em lên con này không? Mặc đi tiệc đám cưới đám ơi cho tôi là nhức nách chiếc này. Nhức nách nha bà. Rồi tao để tôi mặc lên tôi chụp tấm hình mai tôi đăng hình coi. Chụp lên xong rồi. Con này rất rất là mê nha mấy bà. Ui. Trời ơi nó nặng trời. Đầm này giùm em lên giùm em mấy chị ơi, giá bao nhiêu tiền mấy chị? Trời ơi má ơi cái đầm đẹp vô vậy. Có mút ngực bên trong nha quý vị ơi. Kéo đi kéo lên đây. Con đổ lại là sẽ mang đẹp. Ở dưới phần này là phần xòe dập ly. Ở dưới cái phần này là phần xòe dập ly nha mấy chị nha. Cái phần dây nè. Lên cho mấy chị nè. Thấy không? Dây nè. Trời ơi là trời. Mấy bà mặc đi đám cưới đám ơi cho em đi mấy chị ơi. Em phải nói với mấy chị luôn là rất là sang. Eo nè 55kg trở lại mặc đẹp nha mấy chị. Đầm này giùm em. Em bán bằng cho mấy chị một cái con áo sơ mi thôi. 149.000 một con đầm thiết kế. Bằng một con áo sơ mi mấy chị. Đang mặc chốt cho em liền màu trắng có mút ngực nha. Cái này ngày mai em đăng hình cho. Cái này ngày mai em sẽ đăng hình cho mấy chị, cho mấy chị. Sang quá luôn. Mặc đi tiệc nè. Đủ đỉnh chưa? Ở phần dưới này là dập ly giúp em nha. Trời vô là trời. Nói gì nữa mấy bà. Nói gì nữa. 149.000 một đầm.
đang mặc chốt cho em liền màu trắng. Con này mấy chị chốt cho em liền màu gì? Cà phê. Em mấy chị. Màu nâu á, màu nâu tây á 149.000. Màu xanh trên sào là gì vậy em? Xanh trên sào là đồ bộ, chị ơi đợi xíu em lên cho chị. Đợi xíu em lên cho. Rồi. Lên luôn con nằm này luôn đi, lỡ lai đầm rồi lên đầm luôn. Bạn nào không mua tùy, mai tôi mai em đăng hình sau cho khách. 149 giùm em luôn, em mới thiệt với chị luôn, siêu đẹp nha mấy chị nha. Thiết kế cho em nè, màu hồng, màu trắng, 55 cân trở lại là mặt đẹp, màu đen. Ai lấy đầm thiết kế, chút đầm thiết kế cho em liền, trời ơi nó đẹp giả man mấy chị ơi. Trời ơi cái bông hồng kìa, cái bông hồng nó sang gì đâu mà nó sang dữ vậy trời. Các bạn nào chuẩn bị đám cưới đám mơ không? Mua cái đầm này đi, không bao giờ làm mấy chị thất vọng luôn, rất là đẹp nha mấy chị. Ồ là trời nè, trắng hồng đen xanh, có lộn trắng hồng đen nâu. Ai chưa có, ai lấy màu nào lên màu đỏ giùm em liền. Cái vải nè, nhất cái nắp chiếc này luôn, để mai kẹp lên cho trẻ mình xem nha. Con này mặc đi tiệc là tới công chuyện luôn. Tới công chuyện với chị ơi. Mang giày cao gót nữa nè, 10 điểm luôn, ngực còn rộng nha, 55 cân trở lại mặt đẹp. Thiết kế trắng chị Huệ Ngọc. Con này mới thiệt với chị luôn, cái đầm đó mấy chị, nó nặng là có thiệt nha. Đầm mà nặng 1kg là có thiệt, nó nặng tay kinh khủng luôn nha mấy chị. Rất là nặng tay nha bà con nha. Đầm thiết kế cho em nè, sang chưa mấy chị? Trời ơi, cái này mặc đi tiệc thì thôi ai chịu là ai chịu nổi. Bằng cho mấy chị có một cái con semi jean thôi. Thấy không? Hàng thiết kế bán bằng một con semi jean thôi. Quá là rẻ luôn. Rồi chị bà chị ơi nè, nhìn cái form nhà em nè. Trời ơi, cái form chân phải dập lên đây nó đẹp dễ sợ luôn á. Nó che cái phần bụng của mấy chị lại được luôn nha mấy chị nha. Thích màu nào chốt màu đỏ cho em luôn, vải đẹp lắm. Lỡ rồi lên luôn cho bà chế luôn á, chứ hàng đẹp dễ mang. Rồi. Mới nói lên nó quần què gì quên mất tiêu rồi. Bộ lông đúng không? Set bộ lông mới về hàng. Set bộ lông em mới về nè. Trời ơi. Bộ lông này vải tắt ta mới chứ. Một con áo lông cho em nè mấy chị, đằng sau lưng nó có bo chun nha. Con này giùm em là siêu đỉnh luôn. Được chưa? Quần giùm em là quần lưng cao. Trời ơi mấy bà này là toàn là dân thể thao mà vô mình đòi hàng thiết kế tôi. Chắc tôi chết. Chết coi dạng mấy chị ơi, con này 55kg trở lại mặt đẹp giùm em luôn. Set lông 110 set lông 115.000, set lông 115.000 có hai màu rất là đẹp luôn. Bao nhiêu vậy chị? Cái nào bộ lông hả? Bộ lông 115.000, quần có túi mấy chị đẹp mình nha. Mặc cái này xinh lắm mấy chị ơi. Em có hai màu lông trắng và lông đen. Lông trắng và lông đen giùm em luôn. Trời ơi cái form nè. Lông trắng và lông đen 115.000 mấy chị. Hai màu. Trắng đen giùm em có đơn mấy bà chị ơi. Trời ơi cái vải quá đẹp luôn. Xuất sắc thiệt sự luôn mấy chị nha. Hai màu kép kèm vùng trong cho bà chị luôn. Y chang mẫu mấy chị ơi. Hình sao là hàng y chang vậy đó mấy chị. Yên tâm mà chốt nha bà. Rồi ai chưa có lên đơn giùm em luôn. Được chưa? Bộ lông mấy chị ơi. Để chốt lẻ cái này đi. Tôi đứng tao like này hoài luôn á. 149.000. Cái kéo xuống giùm em luôn. Qua mẫu. Bà lấy lông chút lông, không lấy thôi mai tôi lên. Chứ giờ không lên lông đâu. Không mặc lông đâu, lông đẹp lắm. Không mặc luôn. Không chốt thì thôi. Qua mã. Rồi lên cho bà chế một cái con đầm maxi giá rẻ. Bà lấy chốt thôi, nhanh gọn lẹ đi. Đầm maxi giá rẻ. Đầm này là 119 hồi nãy nha. Rồi ok. Đầm chị mặc là 149 bé yêu ơi, lấy thì chốt. Lông đen là chị Kim Anh, bà lấy chút lông một chút lông thôi. Ca tu heo lấy lông trắng. Cảm tú lấy lông trắng, cảm tú lấy lông đen. Bộ lông tôi chút nhanh thôi nhé bà. Bộ lông để ngày mai lên cho nó sang chấn tâm lý, bộ lông này đẹp giả man luôn. Rồi, đầm maxi giùm em. Siêu cân chứ bà. Free size 40 cho tới 60 kg mặc vừa giùm em luôn. Đầm lông nè. Lộn đầm maxi nè mấy chị.
Phi size 40 cho tới 60 kg là mấy chị mình sẽ mang vừa giúp em nha. Maxi dài miên man cho chị em mình luôn nè. Hả? Một lông trắng nữa hả? Rồi lông đen cho bà Yến Gia, lông đen cho bà Nhung Ngọc. Bộ lông hai màu trắng đen. Mấy chị mặc đi tiệc thì mấy chị lấy màu trắng đi, em mới thiệt, màu trắng sang lắm mấy chị ơi nè. Mình đi tiệc mình quốc cho em cái con màu trắng đi mấy chị, xinh giả mang luôn, có quần trong nha. Quần ngỗ 59.000 em ơi. Thiếu trắng lông nữa hả? Rồi đây. Đầm maxi em đang mang mấy chị, tới công chuyện luôn chưa? Đầm maxi nè. Đợi xíu em coi giá rẻ lắm, hình như có 79.000 à. 89.89 gì à? Trời ơi má ơi, đầm đẹp giả meo luôn, có 79.000 cái đầm trời. Trời ơi trời, cái đầm đẹp giả meo luôn, 79.000 mấy má ơi. Hai lớp nha quý vị, hai lớp nghe. Ủa có lộn gì trời, hết hồn luôn. Rồi có xếp bộ ống rộng không chị? Có xếp bộ ống hồng cho em đi Hà, đợi xíu chị lên lại cho. Lên màu nha mấy chị. Maxi 79.000. Em mệt quá cho em ngồi đi. Em hết đứng nổi rồi. Dài miên man luôn nè. Quá đẹp luôn. Ồ nó nặng cùi cùi luôn nè mấy chị. Nó nặng cùi cùi luôn á. Tim đầm vô đây luôn nè mấy chị ơi, lỡ rồi lên hết đầm cho chị em mình luôn nè. 79.000 một đầm nha mấy chị nha. Maxi giùm em luôn, lên bảng màu mấy chị. Đang mặc là màu tím. 79.000. Lấy em quần ngủ áo jean sâu lưng cho Yến Huỳnh, ok. Đỏ đô 79 cho Yến Nhi. Ok bà gái có luôn. Đỏ đô 79.000 nè. Đỏ tươi. Trời ơi, em này là dạng màu màu đỏ cam nè, cái màu này hơi bị chiến nha mấy bà. Con này mặc hơi bị tới công chuyện nha. Nè, xinh chưa? Hai dây giùm em luôn, bo chun 60 kg mặc vừa. Maxi 60 kg mặc vừa, thoải mái giùm em luôn nha mấy chị nha. Maxi màu tím nè, maxi đỏ nè. Bộ ống rộng để em tí đi chứ em lên đi chứ yêu ơi. Rồi maxi đỏ nè, maxi xanh nha mấy chị ơi. Màu này là màu bơ giùm em nha. Màu này màu bơ nha mấy chị. Vải đẹp quá trời luôn, hồng sệt, hồng nhạt nè. Hồng là dạng hồng phấn nha mấy bà. Quần legging dài còn chị. Legging dài cho em là như ta su tủng nè 79.000, legging dài là 69.000 chị ơi. Rồi em tí em lên lại cái sơ mi trên cho. Mấy bà muốn có áo kiểu hả? Áo kiểu đợi tí em lên cho. Bộ su tủng nè, lấy đỏ đô nè, đầm đẹp quá trời luôn. Trời ơi, màu bơ lấy chưa? Màu bơ lấy chưa? Màu bơ là phải lấy nha mấy chị. Nè, đứng dậy cho mấy chị coi nè mấy chị. Đây dạ. Con này nó mặc giống cái con kia vậy đó nè. Xinh chưa? Nó mặc y chang như cái đầm maxi 89.000 dài dài đó mấy chị. Đẹp lắm luôn nha mấy bà ơi, có 89.000 cái đầm 79.000 à. Quá đẹp luôn. Mặc đi được biển được không em? Chị ơi, chị mặc đi ngủ cũng được, chị không ai cẩm chị hết trơn trời chị ơi. Cái đầm mà chị mặc đi đâu chị mặc chị. Không ai quy định là đầm maxi là phải đi biển nha chị. Uống đâu chị đi vậy chị ơi? Không đi biển mua maxi được không? Được. Đi uống cà phê nè, đi chơi nè, ăn giúp Lào cũng xinh nữa. Cần gì mà phải cầu kỳ. Một đỏ đô đó nè. Đầm đẹp lắm. Mấy bà mua đi, không có tiếc đâu. Trời ơi, người sắp đầm maxi có 89.000 mà hè tới nơi. Hè tới nơi rồi mình không mua, mình mua cái gì? Là cái gì? Mình có một bộ mai đi đơn luôn nha chị, ok chứ yêu. Màu vàng. Mấy cái đầm 77-79.000 tao không năn nỉ đâu nha mấy đứa thiệt. Không năn nỉ cái mẫu này đâu, không mua thôi á, không mua tùy á, cái rẻ quá trời rồi. Yến Nhi lấy xanh bơ nè. Lê Thảo lấy đầm hồng nè, biết là mấy chị đi ngủ rồi nhưng mà nó đẹp quá thiệt. Không bán thì mấy bà buổi tối nhiều khi mai đi làm coi không được. Nên sẵn lên luôn mấy bà. Chứ mấy con này khỏi luôn đi mấy bà, đẹp dữ dằn luôn rồi, nhìn là biết đẹp rồi. Maxi tím cho tường vi. Nhiều khi mấy chị coi lại thì lúc đó em lại check inbox không có kịp, lúc đó em lại hết hàng rồi. Mấy chị cứ coi lại đi, nếu mà mình có đơn á, mai mình cứ vô mình kêu nhân viên bỏ thêm cho mình ha, nếu mà còn hàng nha mấy chị. Cứ kêu nhân viên bỏ thêm hàng lên bạn xe á, các bạn sẽ ghi chú lại cho các ai không nghe máy sẽ chừa cho mấy chị. Trời màu trắng. Maxi mặc màu trắng thứ gì chịu nổi trời. Cẩm Tiên lấy vàng ok, Cẩm Tiên có luôn màu tím là lên xinh không? Tím đúng đỉnh luôn á. Nguyễn Tuyết lấy vàng à. Thấy mặc màu tím là mấy chị biết rồi đó, màu tím siêu cưng luôn. Kim Anh lấy tím nè. Trời cái màu tím này dễ thương quá trời luôn á trời. Nè, bảng màu mấy chị ơi, đẹp chưa mấy chị? Trắng nè, cam nè, xanh nè. Lộn trắng, vàng, bơ, cam, đỏ. Trời ơi cái đầm có 79.000, tôi không tin là nó đẹp như vậy luôn. Trời tại sao mà được đẹp như vậy vậy ta? Hàng hai lớp đàng hoàng luôn, có 79.000 một con đầm maxi.
quá rẻ, thật sự không chấp nhận được, quá xuất sắc, quá xuất sắc các bà ơi. Rồi còn chị em nào chưa có đồ ngủ không, đây đẹp lắm, tạm tú lấy đỏ tươi, ai lấy thì tranh thủ giùm em thôi mấy chị ơi. Giờ em lên em xả mấy chị nào, ai đang xem live nhớ chấm bầm chia sẻ live stream giùm em nha. Các bạn muốn coi giữa bà comment lên đi, em đặt em lên cho. Hậu nào em lên không được thì em báo luôn. Đỏ tươi cho Phạm Tú, ok. Maxi xong cho chị Đặng Thị Mạnh Linh. Quá đẹp luôn, cái đầm maxi hai lớp. Không từ từ nào đâu mà bàn cãi. Rồi bộ ren 2 dây ngủ còn bộ mấy chị ơi, 85 ngàn ren đen mấy chị. Ngủ 2 dây này dễ thương quá. 85 ngàn ren đen em nhớ chứ. Ai lấy ren đen, chút ren đen 85 có đơn. Cái mã ren này hot quá trời luôn, khách vô tàn đòi mua ren không. Mã nơ còn ta, nơ còn có 1-2 bộ hết luôn rồi đó mấy chị ơi. Ren đen 85 mấy chị ơi. Tôi có đổ đô cho bà có rồi gái ơi. Áo thun phơm rộng có không chị? Ok, đàn ngọc ảnh chị lên áo thun phơm rộng cho em. Chị còn có 1-2 con chị sale luôn cho mua gái ơi. Rồi, con này lên giùm em luôn. Bộ ren màu xanh ngọc quá xuất sắc luôn, 85 ngàn có đơn. Mấy chị có chốt 2 bộ là 160 nha mấy chị. Có chốt 2 bộ ngủ là mình được giá 160 giùm em luôn. Mấy cái bộ này xinh lắm mấy chị ơi, mới thiệt có mấy chị. Mặt mát ơi là mát luôn, cái này là hàng lụa Latin giùm em nha, có dây tăng đưa đầy đủ mới chứ. Con này có dây tăng đưa đầy đủ nè, màu đỏ giùm em luôn. 85 ngàn cho chị Nguyễn Samie có đơn nè. Mấy cái hàng này mê quá trời. Làm thiết kế lên rồi chị ơi. Mai em lên lại cho chị chứ giờ em không có lên lại nữa. Nãy lên rồi, mặc lên form rồi, lắc rồi coi lại giùm em đi ha. Xanh ngọc cho Nguyễn Samie có đơn nè. Xanh hết rồi, có bộ một mấy bà ơi. Bộ hồng nè. Tính ra em này là màu hồng em bán được nhất luôn á. Màu đỏ cho Vô Ngư nè, ren đen cho Trinh Nguyễn nè. Con này em cầm màu hồng mới chứ. Màu hồng nè, xinh lắm, có dây tăng đua đầy đủ luôn, hàng đẹp nè. Đâu có ngại đâu mấy chị ơi. Vô Ngư lấy đỏ, lấy đen 85 nè. Xanh bơ đang mặc cho chị Hồng Sương nè. Mấy cái em này lên cái form xinh quá. Ủa hết đen rồi gái ơi. Hết đen rồi, cục vàng thôi, hết đen rồi. Hết đen rồi. Rồi cái này là đỏ nơ mấy chị ơi. Đây mấy chị. Bộ nơ này sale cho mấy chị luôn nè, bộ nơ. Sale bộ nơ cho mấy chị luôn 79 ngàn. Nơ đỏ nha. Nơ đỏ 79 có đơn giùm em, mã nơ này đẹp nè. Trời ơi, tính ra cái bộ này là em về tới tới cả trăm bộ rồi, em bán này chưa tới chục bộ là em hết rồi đó mấy bà. Bộ nơ đẹp giả men luôn á. Rồi con này chốt giùm em luôn là bộ ren, ren màu xanh đó chị ơi. Cái con này mặc sang lắm nè. Ở phần trước là nó có nút nha mấy chị, có nút ngọc nha, dễ thương lắm. Đỏ nơ cho bé Su nè. Bé Su ok, bé Su có đơn luôn. Áo phông rộng đúng không? Đợi em xíu em like cái này xem lên áo phông rộng cho chị ấy nha. Còn mấy mẫu em đăng hình để em lên không kịp để ngày mai đi. Đỏ nơ, hồng nơ, xanh nơ, đen nơ nè. Rồi mấy bà mua bộ nơ mấy bà lấy đi mấy bà ơi, em còn mấy bộ à. Lên cho bà chế luôn nè. Mấy chế chút mã nơ là 79 ngàn 2 bộ nha. Lột 79 ngàn 1 bộ, 2 bộ là 150 nha. Sell cho mấy chị cái bộ nơ luôn, nơ còn mấy set hết hàng rồi. Nơ vàng ren xanh cho Nhi Nguyễn, ren xanh cho Vô Ngư, ren xanh cho bé Su. Còn 3 bộ ren xanh, hết ren xanh luôn. Rồi nơ vàng, nơ vàng là 79, 2 bộ là 150 luôn. Xe cho chị luôn đi, còn mấy set à. Rồi cái này chốt em luôn nơ hồng. Nơ hồng 79 nè. Nơ hồng 79 nè. Nơ xanh 79 nè. 2 bộ là 150 mấy chị. Mã nơ là em sale rẻ luôn á, hết luôn à. Rồi nơ đen 79 ngàn giùm em luôn. Chốt 2 bộ 2 màu về nhà mặt cho nó sướng với bà ơi. Dễ thương quá. Hết nơ mấy chị ơi. Nơ còn có 3 màu 4 màu. Nơ còn 4 màu 79 ngàn giùm em nha. Rồi ok. Bé Su có chưa? Rồi nơ xanh nơ cho chị Nguyễn Ngọc. Xanh nơ chị Nguyễn Ngọc có đơn nè. Nguyễn Dung lấy xanh đen 2 màu. Xanh đen 2 màu nè. Nơ xanh với lại ren đen. Còn nơ xanh cho chị nha, hết ren đen à. Còn nơ xanh hết ren đen à. Rồi ngủ còn hồng vàng. Tính ra là cái màu vàng là cái màu y chang mẫu mặt luôn á mọi người. Nơ vàng cho Sì Vo Suka. Tính ra là cái màu vàng là y chang mẫu mặt luôn đó mấy chị. Màu vàng đẹp lắm nha mấy bà. Rồi Maxia lấy chút em luôn.
thể thao tới chị like còn không. Thể thao đây Mai Phương Bùi 119. Còn cái bộ thể thao mà áo chữ hết hàng rồi. Áo chữ hết hàng rồi gái ui. Rồi áo phông rộng. Uầy. Áo phông rộng đâu mà ta? Nè. Quá không động đâu trời. Trời ơi trời. Vì sự nghiệp bán hàng mà tiền áo không động nó không ra rồi giờ sao ta. Trời ơi, nhà nó xếp hàng kỹ quá không thấy luôn á. Không thấy cái áo không rộng luôn giờ sao trời. Ừ là trời á. Nó đen em hết rồi chứ yêu ơi. Ê nhìn nghĩa nghĩa coi chị hứa bà chết cái lên áo không rộng kìa. Nơ vàng cái nơ xanh cho Thùy Trang còn vàng hết xanh rồi gái ơi. Lấy hồng đi. Lấy hồng đi, hồng đẹp nè. Lấy hồng đi chế. Hồng đẹp nè, còn thôi lấy vàng đi. Ồ lùn lấy vàng rồi hả? Rồi đầm con gấu với chị ơi, còn có mấy con mà xem với chị luôn nè mấy chị. 79.000 luôn đầm gấu nè. Đầm gấu phơm rộng nha. Cái này là bà nào bầu bì có bông chen mặc thoải mái luôn. Được chưa? Hồi nãy cái kia là đầm sắc nách luôn mấy chị. Cái đầm kia là đầm có tay đúng không? 89.000. Còn cái này là đầm sắc nách. Em còn có 1-2 con à. Xem mấy chị luôn 85.000 luôn. Đầm đầm maxi sắc nách nè. Sắc nách nha. Viền ngang. Viền quần ngang bụng còn không chị? Viền quần ngang bụng là cái gì ta? Là cái gì, là bộ ống rộng hay là sao? Lấy hồng cho Thùy Trang luôn nè. Là cái gì ta? Là xếp hay là cái gì bà? Rồi body 85. Maxi dài vậy nha mấy chị nha. Cái con này sát nách mấy chị ơi. Hồng nè, xanh nè, cam. Cái này em còn được 3 màu. Cái đầm này dễ thương lắm nha mấy bà ơi. Free size 40-60kg mặc vừa dùm em luôn nha mấy chị. Rồi ok, áo tới đâu trời. Tôi nhìn qua tôi thấy cái áo luôn á ta. Rồi con này con gì đây? Con này con gì đây trời ơi nè, thể thao mấy chị ơi. Lên là xả cho chị em mình luôn. Xanh sát nách cho chị Nhung Bùi nè. Xanh trên xào là áo hay quần vậy chị? Này ai chích đồ bộ tao còn đây cây nè mấy đứa ơi. Trời ơi. Tôi nể tôi ghê luôn á. Bộ ống rộng hả? Bộ ống rộng còn bộ xám à. Còn áo đen quần xám mà gái ơi. Còn áo đen quần xám thôi. Còn màu hồng nè. Rồi con này chốt giùm em luôn màu đen nè. Con này chốt giùm em là màu xanh nè. Rồi dưới này con này chốt giùm em là màu vàng nè. Đây mấy chị, ai chưa có lên đơn giùm em nha. Đầm gấu 79.000 à. Xanh ngọc cam. Xanh ngọc với cam hả? Còn xanh ngọc ơi, hết cam rồi. Là bà lấy bầu ngủ ơi, bà Kim Anh ơi. Đầm gấu chị Khang Thịnh Nguyễn nè. Bộ em chụp hình kêu để cho em mua hoài mà mua không được á, là cái gì? Là cái này đúng không? Là cái này đúng không? Cam xanh ngọc, bây giờ còn xanh ngọc. Và cái là bà mua đồ ngủ đúng không bà? Có không vậy? Hay là bà lấy đầm vậy bà Kim Ngọc? Bà Kim Ngọc, Kim Anh ơi. Kim Anh bà lấy cái gì bà chốt lại giùm em cho bà Kim Anh. Lấy đầm hay lấy đồ bộ vậy? Cái đường em chốt cái này chờ. Đồ lên xả tiếp cho mấy bà đây. Đẹp quá trời, hốt quá trời luôn. Cao là vải sắc nách á. Ờ ok. Cao là vải sắc nách nè. Kim nơ xanh, Thùy Trang hết nơ xanh rồi. Duyên số là không cho bà mua nơ xanh rồi bà ơi. Đây mấy chị, bộ thể thao nè 100 nhiêu tiền tao. Cái con này nhiêu vậy? 149 đúng không? Con này 149.000 mấy chị. Bộ thể thao này. Con này nhiêu vậy? 149 đúng không? 169. Con này 169 nha bà. Thôi để mấy chị luôn 159 đi, còn có bộ à. Em này đang về thi nổi chị ơi. Nè đẹp lắm, bộ thể thao dây kéo chị 159 có đơn. Đầm đang mặc có 79.000, maxi. Dài miên man luôn. Con này là 159 xe cho mấy chị luôn, còn bộ thể thao dây kéo. Mà chế nào bộ có coi em like là biết bộ này nè. Bộ này bao đẹp luôn mấy chị.
Bộ này là em bao hàng cho mấy chị mặc nha, rất là xuất sắc nha mấy chị. Thôi bị định cho em luôn đó. Đầm nào mặc nhà em còn đủ màu mấy chị ơi. Ai chưa có lên đơn cho em nha mấy chị. Đầm nào mặc em còn chị Khánh Nguyễn ơi, có 79.000 à, maxi nha chứ yêu ơi. Rồi bộ thể thao mấy chị ơi, cái này là dập nổi mấy chị. Em còn màu trắng mấy chị ơi, sale cho mấy chị luôn 99.000 nè. Bộ này em bán trăm mấy lần đó mấy bà. Bộ này bán trăm mấy lần á. Sale luôn 99.000 vải bao mát luôn. Mấy chị nhận về mấy chị mặc mà vải không mát mấy chị trả lại em cái vải nè, cái bộ này em mới thiệt vải xuất sắc luôn. Sale cho mấy chị 99.000 nè, hoan hỷ luôn. Có hai màu kem với lại màu trắng nha. Một cái màu là màu trắng kem, một cái màu là màu trắng giùm em. Được chưa? Đẹp lắm, trời ơi mấy cái con này thiệt luôn á, sang quá trời quá đất mấy bà ơi. Cam sắc nó cho chị anh Kim Anh có rồi, trời nó ẩn comment hay gì chờ tao thấy có ai comment tao vậy. Rồi, một cái con ảo giùm em nè, cái con này hồi hôm qua. Set ống rộng em còn màu đen mấy chị ơi. Cái này có túi ha. Cái này có túi cho em luôn nè mấy chị, bộ này đẹp lắm luôn á. Set ống rộng. Áo cổ bẻ. Con này hôm qua em bán 109 là xem mấy chị luôn, còn bộ đen 99.000 luôn. Còn có bộ 99.000 màu đen cho em nha. Ai lấy đen chút đen giùm em luôn. Mấy cái mà còn một set em sẽ sale rẻ cho nó hết luôn nha mấy chị ơi. Ơi không thấy ai comment lấy hỏi cái gì luôn á. Tới giờ nó nữa rồi hay gì vậy trời. Con này lên cho em nè mấy chị ơi, bộ loe mấy chị. Bộ loe thiết kế luôn, xe cho chị em mình luôn nè. 115 bộ loe thiết kế. Đen chị Thơ Đình nè. Bộ này ngày hôm qua không có hàng bán luôn á. Thơ Đình nè, ok nè. Đen 99 em hết rồi. Em còn một con thiết kế ha. Ui cái đầm sọc hồi nãy có ai chưa có không vậy mấy bà. Đầm sọc còn màu nâu mấy chị ơi, 95.000 nè mấy chị. Trời ơi, nếu bà hỏi đầm sọc quá trời luôn nè. Đầm sọc còn một con nâu nha. Ống rộng 99 em hết luôn. Hồng sách nách cho chị Nhung Bùi 85.000 luôn hết đầm. Rồi set baby doll mấy chị, cổ bẻ nè. Con này xinh lắm mấy chị ơi. 109 giùm em nha mấy chị. Free size 40-58 chứ chị lại mặc vừa giùm em luôn. Set baby doll 109 mấy chị ơi. Baby doll màu xanh giùm em, ai lấy xanh chút xanh là 109 giùm em nè. Vải bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Baby doll giùm em còn xanh nè. Lê nâu 105 mấy chị Phạm Tú nè. Áo khoác đi chị, áo khoác mai lên luôn đi mấy bà ơi. Áo khoác mai luôn đi. Hay là mấy bà muốn em lên cho bà chế thôi, lấy ri áo khoác qua cho lên cho chị đi nè. Đưa em đây áo khoác đi mấy bà, mất công mấy bà mai mấy bà đi đâu nè. Anh lên áo khoác cho bà chế buổi tối nha. Một cục thôi, bán hết một cục nghỉ. Nay đổ phong thủy like hả chị, là ngồi hả? Phong thủy cái gì? Bộ kaki nhung, set kaki nhung mấy chị ơi. Set sumi kaki nhung hàng hot nha em nè. Còn đúng con duy nhất luôn 109. Trời ơi đứng like hoài không ai mua, mệt quá ngồi chứ sao mà nổi ơi. Thấy tôi ngồi là biết rồi đó. Một là xả đơn, hai là xả hàng, ba là xả bơm á. Xả là ngồi đó mấy bà, mệt cũng chết luôn vậy đó hà. Nhiều quá đứng lên ngồi xuống đấm đuối quá. Rồi bé đó mặt đợi tí nha mấy bà. Bộ đùi giùm em luôn. Rồi xe cho mấy chị luôn 69.000 bộ đùi của bẻ nè, xinh chưa. Đùi của bẻ nha, áo màu đen luôn mấy chị ơi. Con này xinh giả mang. Cái gì đây? Cái này là chốt giùm em là bộ cánh tiên. Bộ cánh tiên sale 89.000 thôi. Bộ cánh tiên này là hàng đẹp nha, quần có túi luôn, cánh tiên đồ ngủ. Cái này là đầm body. Đầm body này em sale cho mấy chị 89.000 nè mấy chị ơi. Xuất sắc luôn. Body sọc giùm em luôn nha mấy chị nha, 89.000 có đơn giùm em. Đùi 69 có đơn cho chị Kim Anh. Đùi 69 cho Kim Anh có đơn nè. Rồi con này em còn được bộ đầm body cánh tiên cho chị Nguyễn Dung. Biết chân lấy gì vậy? Cô bẻ lấy gì đâu, cô bẻ hết rồi, không có. Rồi xếp thể thao baby doll giùm em nè mấy chị. Xếp thể thao, ơi xếp thể thao quần dài, cái con này sale có 109 nè. Vải đẹp lắm nha mấy chị nha, vải này là hàng thun bo rip giùm em. Mặc tới đâu là ghiền tới đó luôn á trời. Thể thao bo rip mấy chị ơi, 109 có đơn. Thể thao đen nhớ bà. Body sọc 89 cho chị Thùy Trang. Body sọc bán có 89.000 co giãn thoải mái luôn. Rồi cái này em còn một bộ đen mấy chị ơi. Rồi áo phát nè. Bà nào có bà nào mua đồ ngủ không? Mấy đây đồ ngủ mấy chị không có hỏi em luôn, em buồn quá à. Thả tha 109 cho chị Nguyễn Samie. Quên lên đầm đang mặc trong bé kia cái.
Đầm đang mặc maxi giùm em luôn, dài miên man có 79.000, hàng hai lớp nha chứ. Hàng hai lớp nha. Màu trắng nè, màu bơ nè. Màu vàng. Trắng bơ vàng đỏ nha. Trắng bơ vàng đỏ và cam. 79.000 một đầm. Dài miên man luôn nha. Trời ơi cái đầm này đẹp dã man mới chơi thiệt mới chế luôn á. Em đâu có sợ đâu, cái đầm này thiệt luôn, ngày mai là lên không còn một cái nào hứa danh dự luôn và tại vì nó quá đẹp. Chị em mình nhận về là quậy đảm bảo quay lại mua em kiếm nữa, kiếm em mua nữa cho coi. Rồi áo khoác giùm em luôn chữ G. Đây áo khoác chữ G giùm em. Trời ơi má nó đẹp dữ vậy trời. Rồi áo khoác chữ G mấy chị ơi. Free size 40-60kg mấy chị mặc vừa, có sọ ngón đi mấy chị nha. Rồi áo khoác chữ G giùm em mấy chị 95.000. Rồi áo đẹp dữ trời. Rồi đó coi, coi nè. 95.000 màu trắng. 95.000 màu hồng. 95 nâu. 95 xám. 95 đen. Mai mới lên ngộ hả? Ngộ hả chị? Họ ngộ cho Trang vui nè. Trời đất ơi. Vui vẻ gì không biết nữa. Ok, lên ngó cho bà coi nè. Lên ngó cho bà vui nè. Lên ngó cho bà chế vui ha. Rồi con này chốt em luôn màu gì? Màu xám. Chữ thiêu nha mấy chị nha. Áo đây là hàng vải giùm em luôn, phơm chuẩn hot girl mấy chị ơi. Ôi màu nâu đẹp xỉu chưa? 95.000 nha. Vải dày bà ơi, vải dày đẹp cho bà đàng hoàng nha. 95 màu đen, ai nhanh tay có chậm hết gán chịu. Thôi đành lấy một màu trắng. Nhanh còn chậm hết. 95.000 có đơn. Màu hồng nè mấy chị, best seller luôn. Đầm đang mang còn đủ màu. Phát dày dặn chị ơi, mỏng trả lấy em chị. Phát này là mặt dày dặn luôn, đổ môi háng luôn. Màu hồng xinh quá. Cái cọng dây nè, hơi bị đẹp nha bà, cọng dây hơi bị bự nha. Rồi. Form xinh quá đi. Nâu 95 cho Thùy Trang. Nâu xám đen hồng mấy chị ơi, áo khoác 95.000 giùm em. Phát nâu cho chị Linh Huỳnh. Xám sang lắm mấy chị ơi, xám đúng đẹp luôn nè mấy bà. Xám đẹp nha. Xám xinh chưa? Đó. Phát nâu cho chị Liên, Liên Lê. Nâu chị Liên Lê có đơn. Ai chú khoác, chú khoác em luôn 95.000 mấy chị ơi. Đầm maxi màu trắng, màu xanh bơ, màu đỏ, màu vàng và màu cam. Maxi kèm màu có đơn. Khoác đen chị Lý Trung có chưa ta? Ok chị Lý Trung khoác đen có, nâu cho chị Nguyễn Cherry ok. Rồi em còn hai màu luôn. Xám. Huỳnh Như lấy nâu. Em còn xám nè, với lại em còn được màu hồng. Hai màu giùm em luôn, áo khoác 95.000. Free style 40-58 cái giờ lại mặc đẹp. Rồi lên cho chị em mình đồ ngố ha. Maxi mà không đẹp thì thôi, không còn gì mà đẹp bằng luôn á trời. 60kg luôn. Mặc thoải mái vô tư. Thôi mấy chị ngủ hết trơn rồi, thôi em cũng hết luôn đây. Em còn đồ ngố này em lên cho mấy chị cái bộ này. Ai cái bộ này bị dài. Bộ ngố còn có con này à. Phát trắng chị Nhung Ngọc. Đây ngố gấu. Ngố gấu giùm em là chế free size 40-58 cái trở lại mặt đẹp giúp em chứ yêu ơi, ngố gấu nha. 79.000. Gấu có hai màu. Hình như có nâu rồi chị ơi. Gấu vàng, gấu hồng. Gấu vàng là y hình luôn. Quần áo trơn quần sọc nha mấy chị. Áo trơn quần sọc nha. Rồi set này em còn có hai màu à, xem mấy chị luôn nè. 89.000 một bộ luôn, bộ Mickey. Bộ Mickey 89 là quần dài, quần ôm nha mấy chị. Đây, 89.000 Mickey đen. 89.000 Mickey vàng. Ok Kiều, ok Kiều Đảo. Đợi xíu em lên cho. Mệt quá. Hết mãi vô nổi bà ơi. Ai chốt chốt đi, em ốp đây em mệt quá mệt rồi. Phát em còn được hai màu nè, xám hồng nè. Gấu vàng hồng cho bà Jenny. Jenny Hà. Ngố vàng cho chị Phan Thịnh Nguyễn. Phát ra ti hết hàng rồi đẹp ơi. Rồi ok. Ngọc Trần lấy ngố vàng. Ngố vàng dễ thương ha.
áo vàng nè, đúng màu cái gấu bun luôn nè, đúng màu gấu bun cho mấy chị luôn. Quần có túi nha mấy chị, đồ ngủ nhà em quần có túi nha. Áo khoác có hai màu, còn khoác thể thao hết hàng bà gái ơi. Rồi Mickey vàng cho Nguyễn Samie, Mickey vàng 89 ngàn. Còn màu khác không chị? Còn trắng, còn đen, còn nâu á. Nãy chị vô lên nữa, em lấy màu gì em comment đi. Tại chị lười đứng dậy chị đi lấy quá, nên là nói còn hai màu luôn á. Chứ còn đủ màu hết trơn, thích màu gì chốt màu đỏ thì mấy bà ơi. Trời ơi, cái sắc nách đây còn một con nè. Bây giờ bà vô bà hỏi kimono mèo, hên cho bà là tôi còn đó. Hồi nãy like còn sót kìa. Tức ghê luôn, nãy khách chốt quá trời, không có hàng bán luôn. Mít kimono mèo lấy màu gì? Màu đen hay màu xanh, bà chốt đi bà gái ơi. Ngố vàng hả chị Liên Lê? Cái gì anh? Lấy cái gì? Đâu có, em quăng bộ gấu vàng qua rồi mà. Đúng rồi, là cái đó đó. Rồi đầm maxi, đầm maxi sắc nách với chị ơi, xem với chị luôn 85 ngàn. Hồ Ngọc Dung lấy mèo xanh, đầm hồng cho vô ngư 85. Còn mình đang sale có 85 ngàn đó rồi, còn mấy con là sale rẻ nhớ chị. Ủa cái đầm gấu này có bà nào chốt chưa nè? Trời ơi đầm gấu sale có 79 ngàn à, có nguyên con gấu luôn. Ê cái đầm này có con gấu nha. Đầm sọc này có con gấu cho mấy chị nè, 79 ngàn đầm sọc giùm em luôn, có con gấu cho mấy chị ấy nha. Màu xanh. Có đơn một cái quần, một cái áo 119 ngàn, mèo, mèo xanh, quần, áo, mèo hồng. Rồi ai lấy mèo chút mèo luôn. Đồ ngố đây còn, ngố này còn được mấy mẫu lẻ nè, sale luôn chứ là trẻ luôn. Con gấu dông này còn hoài vậy trời, ta bán tặng luôn 50 ngàn, ai lấy thì chốt liền đi. Ủa con gấu dông này thiệt luôn á, ai chốt xong quay qua bữa sau má ơi nó xả ra hoài luôn. Bộ rút eo hết hàng là Nguyễn Samuel, em hết hàng cái mã rồi chứ. 50 ngàn gấu đỏ. Gấu đen lên đơn liền lẹ làng giùm em. 50 ngàn bộ thôi với bà. Rồi cái bộ gấu nó ám em lâu thiệt chứ. Hàng đẹp nó ám tôi dữ gì trời. Thôi thôi để mai đi mệt quá rồi. Bye bye mấy chị nha, hẹn mấy chị trưa mai về em ớt hết chứ. Bye mọi người.